Chào mừng các em học sinh đến với tiết học giáo dục công dân khối 7. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 15 của tuần 6, bài bảo vệ di sản văn hóa. Bài này có 2 tiết, chúng ta sẽ tìm hiểu ở tiết thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 La Mã, quan sát ảnh. Bức ảnh đầu tiên là hình ảnh của Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam. Kế tiếp là hình ảnh Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Kế tiếp là hình ảnh Bến Cảng Nhà Rồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chúng ta quan sát ảnh, cô có một số câu hỏi. Thứ nhất, địa danh nào gắn với một sự kiện lịch sử quan trọng? Thứ hai, địa danh nào mang giá trị văn hóa? Thứ ba, địa danh nào biểu hiện vẻ đẹp của thiên nhiên? Đáp án của cô, Bến Cảng Nhà Rồng là di tích lịch sử văn hóa. Nó đánh dấu vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Vịnh Hạ Long là danh lam thắng cảnh, được thế giới bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Thánh địa Mỹ Sơn là công trình kiến trúc phản ánh tư tưởng văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo của nhân dân ta thời kỳ phong kiến. Chúng ta vừa quan sát ảnh, vậy thì những địa danh trên được gọi là di sản văn hóa của nước ta. Vậy em hiểu thế nào là di sản văn hóa? Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 2 La Mã nội dung bài học. Thế nào là di sản văn hóa? Là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bao gồm di sản văn hóa phi vật thể là những sản phẩm tinh thần, ví dụ như tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lối sống, lễ hội, trang phục truyền thống. 3 chấm. Di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm vật chất, ví dụ như di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 3 chấm. Vậy thì theo em, di sản văn hóa phi vật thể là gì? Cho ví dụ. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm có tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược cổ truyền, văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác. Sau đây là một số ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể. Cô và các em cùng nhìn vào một số hình ảnh. Dưới đây chúng ta có ví dụ về truyện Kiều, về văn hóa cồng chiêng ở Tây Nguyên và hình ảnh ca trù cũng như là dân ca quan họ ở Bắc Ninh. Hình ảnh kế tiếp về di sản văn hóa phi vật thể, chúng ta thấy ở đây có hình ảnh của chiếc áo dài truyền thống và một số tục ngữ ở Việt Nam cũng như là lễ dỗ tổ Hùng Vương, đó là những di sản văn hóa phi vật thể. Vậy thì di sản văn hóa vật thể là gì? Cho ví dụ. Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Và sau đây là một số ví dụ về di sản văn hóa vật thể. Hình ảnh đầu tiên là khu di tích Hoàng Thành, Thăng Long. Hình ảnh kế tiếp là phố cổ Hội An ở Quảng Nam, Vịnh Hạ Long và Hồ Gươm ở Hà Nội. Vậy thì di sản văn hóa vật thể lại được chia làm mấy nhóm và đó là những nhóm nào? Di sản văn hóa vật thể được chia làm hai nhóm, gồm có di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Thế nào gọi là di tích lịch sử văn hóa? Đó là những công trình xây dựng, những địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử văn hóa. Còn danh lam thắng cảnh
Nó là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ và khoa học. Cô giới thiệu với các em ở đây là một bảng phân loại về một số ví dụ danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa ở nước ta. Chúng ta có di sản văn hóa bao gồm có ví dụ như cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, văn miếu Quốc Tử Giám, hay là chữ nôm, áo dài, hay là hát quan họ. Còn về di tích lịch sử cách mạng, chúng ta có bến Nhà Rồng, bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội, Côn Đảo, Bắc Bó, Gò Đống Đa, vân vân. Danh lam thắng cảnh chúng ta có Vịnh Hạ Long, Ngũ Hành Sơn, Đồ Sơn, Sầm Sơn, rừng Cúc Phương hay là hang Bích Động. Vậy thì em có biết ở Việt Nam chúng ta có những di sản văn hóa nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? Ví dụ như là Vịnh Hạ Long nè, thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, cố đô Huế, vân vân. Hình ảnh đầu tiên sẽ là hình ảnh cô giới thiệu là cố đô Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hình ảnh kế tiếp là hình ảnh của Vịnh Hạ Long cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hình ảnh kế tiếp nữa là hình ảnh phố cổ Hội An cũng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và sau đây là hình ảnh của thánh địa Mỹ Sơn cũng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vào năm 2003 thì Nhã nhạc cung đình Huế cũng được công nhận là kiệt tác truyền khẩu của nhân loại. Vào năm 2005 thì văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng được công nhận là kiệt tác truyền khẩu của nhân loại. Vào năm 2009 thì dân ca quan họ Bắc Ninh cũng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vào năm 2009 thì ca trù cũng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vào năm 2010 thì di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số di sản văn hóa trên thế giới mà chúng ta có thể biết. Thứ nhất là đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Kế tiếp là những di sản văn hóa thế giới, ví dụ như là Kim Tự Tháp, đấu trường La Mã ở Roma. Hình ảnh kế tiếp là hình ảnh Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Cùng nhau quan sát bài tập trắc nghiệm của cô. Ở đây cô có một bên là tên di sản văn hóa, một bên gồm có di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Phần di sản văn hóa vật thể cô chia làm hai là di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh. Và đây là bài tập có đáp án của cô, các em cùng nhau quan sát. Bài tập kế tiếp, em hãy nêu một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa ở nước ta. Và sau đây là phần trả lời của cô, các em cùng nhau quan sát. Bài tập kế tiếp, Việt Nam đã có những di sản nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? Và sau đây là phần gợi ý trả lời. Các em cùng nhau quan sát. Và sau đây là phần ghi bài, các em lấy tập vở ra chúng ta sẽ ghi bài. Tuần 6 bài 15 tiết thứ nhất bảo vệ di sản văn hóa. Một la mã quan sát ảnh, hai la mã nội dung bài học. Các em ghi hết phần 1 nhỏ vào tập cho cô.
Sau khi chúng ta học xong phần nội dung bài học thì chúng ta thấy rõ ràng phần nội dung kiến thức cơ bản đã được đúc kết thành một cái sơ đồ minh họa. Chúng ta nhìn vào sẽ thấy di sản văn hóa được chia làm hai, gồm có di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Ở phần di sản văn hóa vật thể cũng được chia làm hai loại, một là danh lam thắng cảnh và hai là di tích lịch sử. Chúng ta vừa học xong tiết thứ nhất của bài bảo vệ di sản văn hóa. Vậy thì để chuẩn bị cho tiết sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu trước phần ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa cũng như là những quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân học sinh. Bài học đã kết thúc. Cô chúc các em học tốt.